bà chứ cô long như ngày nít dương config email server hay là email client này tại dương giờ domain phí từ yahoo.com hay là gmail.com tầm bây giờ client tiền yahoo hay là tiền gmail nó ai send đưa vào receive mail là kia tụi mình tới tầm mà bạn đấy mà chứ dương giờ tại router một đường đó. Ok tò mò dương giờ switch phí nè switch phí trước hay dùng cho laptop hay server này cái này khang mà ta khang Yahoo cái này mà ta khang Gmail mà dùng rất ốp có hỏi dùng thuê cái top shop này dùng dùng click mà cái này connection tầm bây rước rước xài và person mà dùng ọt đăng thả trọc bạc xa ấy tế dường ai giao function chùm nuôi nè thả automatically choose connection type anh ấy chia chùm nuôi bó software nè còn ta hát với admin function nè đại khát ra là dường scroll phiên xa ok và anh ấy lươn nè ok chân phiên xa là bọn giao biết mà và dường mới việc bạc xa ấy copper straight through nè ok nên trong cái này là dương ở tầng à dương trở prak sai hay bị lượn ở chạm bài rồi port rồi port tại là lên tối một nè anh ấy cứ port 2 5 0 0 0 0 0 hay 0 0 1 chứ rồi giờ 0 0 0 0 1 và chương trình biết to và hai chị ở bên phải nhà đó để xây dựng mang thuê tràn đầy nè mà tầm bây giờ nghe vô dương xe là bè xung quanh thì mất mà port và international slash số này thì mọi IP rồi cao phí cho mọi học bấy cho mũi cho mũi slash phải buồn nè slash phải buồn nó cứ xung đau được subnet subnet mà okay. Port này thì mọi người mở rồi cao phí cho mở rồi học bấy cho phí cho mùi slack thầy buồn này nè thì mà router này mà thầy dừng ngồi chúng ta router rồi giống nè thì chứ và nếu như ai gọi tôi chỉ mail server này email và server để domain thì mọi ta yahoo.com này hay có ai gọi tôi chỉ đi này này đi ăn ai spot miền đi ăn ai thế nhưng gọi ai chạy tao đi tam domain này mà này nè okay. IP để dừng ai có cứ mở rồi cao phí cho mở rồi học mấy cho muối cho chi rồi hạ buồn dùm do IP trong cõi này này bước năng này kì okay, và server này nhưng ai có ta tôi chỉ Gmail kì chỉ Gmail phong hay ta tôi chỉ đi ẩn ai phong này và đây và IP cứ mở rồi cao phí chơi mở rồi học mấy chơi phí chơi chỉ rồi hà buồn giờ IP trong cõi đại bỏ lại bước chơi phí chơi số này và có tốt mơ dương trâu và ca đã khó nơi mà xin mùi nít và tí hoa nhóm đạo tha là rì nhớ nè và anh ít hàng khai anh khai giả hưu nè dạ sorry yahoo.com thì cái này ông mà tha đà rô này đà rô at yahoo.com thì mà cái này mà client bọc hàng Gmail này thì họ tha là đất mà at g
mail.com នេះ ហើយនេះ ក៏ ជា client របស់ Gmail ដែរ ឌីហោ ថា ដាក់ ដោយ នឹង របស់ ខ្ញុំ គឺ ដារុំ ណា បាទ gmail.a.com បាទ អញ្ចឹង client ទាំង អស់ នេះ យើង ត្រូវ ដាក់ IP វា ណា ដើម្បី ឲ្យ យើង អាច ឲ្យ បាទ តាក់ទង វា បាន ណា បាទ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ដាក់ IP ឲ្យ machine Atari នេះ មុន បាទ យក ចូល មក IP configuration បាទ 192.168.1.2 ណា បាទ .1.1 អត់ អាច បាន ទេ យើង ដាក់ ឲ្យ port file ethernet 0 slash slash 0 ហើយ គេ default gateway គឺ .1.1 ណា បាទ DNS បាទ និយាយមើល គាត់ នៅ ខាង Yahoo DNS គាត់ គឺ .1.254 ណា .1.254 អូខេ បាទ ឥឡូវ ដើម្បី កុំ ឲ្យ យើង បក មក ខាង ក្រោយ ទៀត ខ្ញុំ បង្កើត account ឲ្យ គាត់ ហើយ ណា បាទ បង្កើត account គាត់ ហើយ អញ្ចឹង យើង ចូល មក កន្លែង email អូខេ យើង your name ឈ្មោះ យើង យើង ដាក់ ស្អី ដាក់ ទៅ សំខាន់ បាទ email address យើង ចង់ បាន អី បាទ ហើយ incoming mail server នេះ ដាក់ អី outgoing នេះ ដាក់ អី username អី password អី អញ្ចឹង អា ឈ្មោះ នេះ ដាក់ អី ដែរ ណា អញ្ចឹង ខ្ញុំ ដាក់ ថា Dari ហើយ address ដែល យើង ចង់ បាន នេះ គឺ ថា rich@yahoo okay .com អូខេ នៅ ពេល ដែល អ្នក ណា ម្នាក់ សិន mail ឲ្យ Dari អញ្ចឹង ត្រូវ តែ ចូល មក កាន់ server របស់ Yah yahoo.com ណា incoming នឹង គឺ ចូល មក កាន់ ណា បាទ អញ្ចឹង គឺ yahoo.com អូខេ ឧទាហរណ៍ ថា ខ្ញុំ ប្រើ សេវា របស់ ក្រុម ហ៊ុន Mobitel អញ្ចឹង អ្នក ពី ក្រុម ហ៊ុន ណា ក៏ ដោយ call មក ខ្ញុំ ដាច់ ខាត ត្រូវ តែ ឆ្លង កាត់ តាម ក្រុម ហ៊ុន នៃ Mobitel ហើយ ខ្ញុំ call ទៅ គេ វិញ ក៏ ត្រូវ ឲ្យ ឆ្លង កាត់ តាម ឯង Mobitel ដែរ អញ្ចឹង នេះ outgoing ចេញ ពី មាន ន័យ ថា Dari ចង់ send mail ឲ្យ គេ ក៏ ត្រូវ តែ ឆ្លង កាត់ ឯ Yahoo ទទួល ពី គេ ក៏ Yahoo ផ្ញើ ទៅ ឲ្យ គេ ក៏ Yahoo អូខេ អញ្ចឹង yahoo.com អូខេ username យើង ដាក់ ឯ ដា Dari password យើង ដាក់ ថា 1 2 3 អញ្ចឹង ណា ហើយ យើង ឯ save អូខេ តែ ពេល ដែល យើង save យើង បាន មាន compose យើង អាច send ទៅ ឲ្យ ណា ម្នាក់ ណា reply នៅ ពេល ដែល គេ send យើង យើង reply ទៅ វិញ អា receive នេះ គឺ ស្មើ នឹង inbox នៅ ពេល ដែល គេ send មក ឲ្យ យើង វា នៅ ក្នុង receive ហ្នឹង ណា ហើយ delete នេះ យើង ចង់ delete mail ណា ចោល ហើយ configure mail នេះ យើង មើល ថា តើ យើង configure ម៉េច ណា អូខេ អញ្ចឹង យើង បាន បោះ Dari មួយ ណា ប៉ុន្តែ អត់ អាច send receive mail ឲ្យ បាន ទេ ដោយសារ យើង អត់ មក create នៅ លើ mail server អូខេ ហើយ mail server នេះ ក៏ អត់ មក config វា ដែរ ណា អូខេ អញ្ចឹង យើង ចាប់ ដើម ដាក់ IP ឲ្យ Daro អូខេ បាទ ខ្ញុំ យក IP 192.168.1.3 ណា បន្ត គ្នា មក default gateway 192.168.1.254 DNS 192.168.1.254 ត្រូវតែឆ្លងកាត់ Yahoo ណាបាទ server របស់ Yahoo អញ្ចឹង incoming mail server នេះគឺឯ yahoo.com ហើយ Daro send mail ទៅឲ្យគេ ក៏ឆ្លងកាត់ server របស់ឯ Yahoo ដែរណា អញ្ចឹងក៏ yahoo.com បាទ username គឺ ថា Daro password ខ្ញុំ ដាក់ ដូចគ្នា មក ងាយចាស់ 1 2 3 អូខេ អញ្ចឹង Daro Dari មាន account ហើយ ណា បាទ account នឹង ត្រូវ មក register នៅ លើ ឯ mail server នេះ ណា អូខេ បាទ អញ្ចឹង យើង ដាក់ IP ឲ្យ mail server អូខេ 192.168.1.254 ណា ខ្ញុំ យក IP ចុង ក្រោយ default gateway .2.1.1 192.168.1.1 បាទ mail ហើយនឹង DNS ហ្នឹងនៅលើឧបករណ៍តែមួយណាអញ្ចឹង IP វាដូច
đôi cái này kì rồi cả pi rồi mà rồi học bảy rồi muối rồi pi rồi ha à, buồn mà đã ai pi ha hay là dương cho mà lại service tại sao vào web app server còn miền multi function đấy dương dương trong ai có tao tu chỉ email kì dương dương click lại gì email dương dương trong bậc cao domain muối nè domain đại dương trong cái này cứ yahoo.com dương trong đại chúng muối đã tới sai tại dương và là các đồng lý chúng ta yahoo.com nè thì mới biết protocol pi mà simple mail transfer protocol hay là pop 3 protocol này đặt nom mà mail message bị client tới sẽ server anh ấy tiền giờ pi server đã mời client vậy à, ok chân domain để dưới trong cá cứ giờ yahoo.com hay dưới bậc cao về cứ sập nè ok chân mình dưới ban bậc cao account fee account ត្រូវ មក register លើ Yahoo Mail នេះ ណា នៅ ពេល ដែល វា តាក់ ទង គ្នា គឺ ត្រូវ តែ ឆ្លង កាត់ Yahoo Mail អញ្ចឹង ទី 1 គឺ dari បាទ ហើយ password យើង គឺ ឲ្យ 1 2 3 ហើយ យើង add ណា យើង add ហើយ account មួយ ទៀត គឺ ឲ្យ daro ណា ហើយ password ក៏ ឲ្យ 1 2 3 ដែរ អញ្ចឹង យើង add បាទ 2 account ណា សួរ ថា តាក់ ទង គ្នា បាន នៅ នៅ ឯ ត្រូវ ឲ្យ ឆ្លង កាត់ dn អត់ ណា ដោយ សារ យើង sắp mọi cái cứ tạm dạy domain name address nè dari đi gọi daro at yahoo.com chương dương trơ mà add bằng đi DNS tại sao tôi ti bỏ DNS bỏ prai pi domain name một căn IP address ok chương sở vị này trơ ấy on mà chỉ mới domain name mà dương cứ ấy yahoo.com ok yahoo.com trơ đừng IP mà bỏ yahoo rồi cao pi chơi mà rồi học bảy chơi muối chơi pi rồi ha à, buồn thế dương ai person và dương ai ta giờ hu muối bài nít miên này tham miên tại client ăn khang giờ hu thế để ai chạy tờ địa bàn cho client giờ hu cho chạy tờ chi mẹ nhưng rồi ai chi mẹ cho mùi tiền đấy cho nên dương đồ mời chi mẹ .com bằng tay IP trong đồ đài bọc hàng chi mẹ cứ chơi pi rồi ha à, buồn ai nè mà còn nắng miền này tham mày miền này tha Yahoo đã tao đi bán rồi sao vì ở Long Cát tao tới nè trong tại Sweet nè ok lo cho sao bong ta đi sao nào giờ đã đổ nè mà chương trình ba mà lại giờ email đi mất và giờ này không phô nè không phô cái sân thu về đã những ai sân luôn ấy các bạn sân nói kia các bạn nè và lo nhầm sân nói đã đổ add yahoo.com subject testing nè ok I say anh thích mất ha hello tờ đồ nhớ nè mà how you ở trong mắt mà I just want to test mà sending mà mail only chứ nè mà ok mà if you get my email mà please reply me chứ nè ok mà xin thì nó hơi xin ok dương pi đã đi ok dương dương sân nè và sân ok dương khơi anh ta và sân đi mail to daro@yahoo.com with subject testing và chương mail server của dương cười yahoo.com nè chương tìm mũi bị trơ tẹt tơ từ đường DNS DNS việc query pi yahoo.com nó trơ IP mà IP 192.168.1.2 rồi ha à, buồn như mà status nó cứ sắc sắc sẻ đấy ok chẳng dương mà mơ lơ mà sân này đã đủ ok anh ấy dương admin nâng inbox đôi giờ bật đấy nè dương tay nhảy lại đi siêu nè ok ok chẳng dương cứ nhờ tôi bàn mẹ mỗi vị đã đi sắp chiếc thả testing mẹ nâng dương sân nâng ngày phút khẻ đóm thì bọn là bốn màu cũng bay đọc bay nè anh ấy dương lực tích bay đọc bốn ok mà để sao dương sân một lần tích nhé ok chứ như cười nhờ à tên này nè ok
Okay, ai reply được kê vậy? Đây là vậy. Reply nè. Okay, reply. Chừng reply cứ chừng reply tới nè kê, tới đã rì nè. Hay sắp chi. Chừng trong đô của bạn, chừng đặt default chứ của bạn nè. Okay, hay chừng ai xê chứ có thể. Hello, đã rì. Em file như chứ nè. Mà, hay thà. I got your mail, okay. Như này đã rồi, okay. Mà chơi như khơi nhờ sân cứ gọi sạc phụ lại nè, okay, sạc phụ. Nhưng mà mơ lơ mà sân đã đi với, okay. You click lại like receive button, you put below like inbox nè. Kể lên đại diện bóng đôi này thì xíu nữa nhưng cơ vậy mà sắp chỉ đi testing nữa mình là cái reply một vậy kể mà và lấy viên đâu một hàng lừa này tí nữa chỉ tìm một hàng lừa mất kể cười nhá kể và chứ là Yahoo cứ vậy ok đấy là lời dân cơ mà lỡ mà chi mà ok chứ là account computer đấy mình nhầm đại IP hết nè kể chứ dân cơ này bắt account nhưng mà sao tiếp desktop mình ok nở nè nở sorry cho ai phi mà rồi cà phi cho mà rồi hộp bảy cho vậy phi cho phi đấy và dương này vừa khang ở chi mẹ nè kì default gần với rồi cà phi cho này mà rồi hộp bảy cho phi cho vậy mùi điện này cứ bỏ hai rồi chi mẹ cứ phi cho phi rồi há à, buồn nè kì rồi cà phi chơi mà rồi học bảy chơi pi chơi pi đó à buồn ok đại IP hết nhưng mà cao là call này hơi mà đấy à, có mau bạn cho chúng ta chương chung một con thà đà đất mà đà đất hơi email address thì dân chọn bán đà đất at gmail này dot dot com ok nộp bên đây là na cái đôi sân mail mà ở đà đất cứ tao chưa lo cắt chị mẹ này để xem đã đặt những chiếc client bỏ chí chị mẹ chân incoming mẹ server cứ chí chị mẹ đó đây dot com và đã đặt xâm mẹ loại kế có trâu để cho cả tại và chị mẹ này để xem có chiếc client bỏ chị mẹ chân chân pi đã đặt tới cứ ao của email server này có và chị mẹ đó đây dot com này ai user để dân các từ đã đặt password chúng ta đôi khi mất user nó lưu client mấy ta lưu server chân nè tầng user tầng password và sau là pin đang copy ní server đó tự nhiên ok thì sao nó phải là dân create mail tới với mình store là lưu mail sá server ok chân dân save ok bỏ một xin đà rộng nè nè ai thì có cứ mở rồi cao phí chơi mà rồi học bảy chơi pi chơi bảy nó nhiều giờ bắt tọt ní đấy mà default gạt vế mà rồi cà pi chơi mà rồi học bảy chơi chạy pi chơi mùi điền ấy cứ bỏ hàng chim mèo đấy kì rồi cà pi chơi mà rồi học bảy chơi pi chơi chi rồi ha kì bắt tọt mới dương bậc cao là khao này có và nên chúng ta chúng một qua thà ta đóng kì hơi email cứ ta tóm ai tại gmail.com này và chương incoming mail server cứ gmail.com ok mà outgoing cứ gọi gmail.com và user đã rộng này password đã đôi kia đó rồi chạm mỗi phí vậy và chân dương chỗ đó mà thật vinh là lửa xa server nè mà dương đại IP còn môn sắp nè mà đạch khát IP trâu tại miền nè ở miền IP tôi bây bà cả đời đòi đa tôi chỉ mail ad nồng điện ai hỏi gọi ta chạy theo vì bạn này nè à, ok chân mà đòi cao phí chơi mà đòi học bấy chơi phí chơi phí đòi hạ buồn nè default gateway và rồi cao phí cho mà rồi học bấy cho chạy phí cho mùi DNS
DNA hay email ấy nơi lượng upload tại mùi chương IP đôi từng email ra nè rồi cả phí rồi rồi học bấy cho vậy phí cho phí rồi ha ok mà và những ai có tao tôi chỉ mail cho những chỗ mà lại service nhưng giờ lại email thì khi protocol phí được hàng lúc đấy nè và chân domain là dương chọn bán cứ Gmail nè Gmail dot a dot com những cái bậc domain đi mùi nè và sau này dương ở trong đặt Gmail ấy, trong đặt oupp.com.ke có ba nữa và sau này dương có tay dương create account rồi add và oupp.com.ke create ok và chứ dương ấy sẵn nè chú sơ là dương create mấy cứ đã đó và hai password mùi pi bảy nè hãy trâu cái nè và add và mùi tiết cứ đại đã rộng nè password mùi bị bày đại add và chứ những tư khoai tiền mật phương là đi ấn thì này thật ra dân sân dư gọi đi xíu ta nhận được mê nếm nè chứ chỉ tuôn đi bỏ đi thì này sẽ click mà đi ấn s và sử dụng viết tư on ok và domain dân cứ chi mail hay nè yahoo nè thì chân chi mail dot a dot com trâu ip rồi cao phí cho rồi học vậy cho vậy phí cho phí đó ha à buồn ai và sân bà dương ai tại chi mê miên tại chi mê hay chi mê thì ai chạy tờ tìm bạn còn tại chi mê là ai chạy tờ mùi giá giờ hù chân đồng bay chi mê chạy tờ mùi giờ hù bán trâu ai tại giờ hù mùi tiền đấy giờ hù đọt con hay ai phí thì chụp mùi cho phí đó hay à buồn ok và còn nâng miên lấy tha dần mày miền này thang hàng chi mấy tệ tơ địa bàn còn ta học thôn tệ tơ hàng giả hữu đấy vì sao tệ tơ giả hữu tơ chlo cả ráo ráo tơ ok và lo dương còn phi lừa ráo tơ hết trong dương tơ tệ giả hữu tệ tơ mùi chi mè nè chi mè tệ tơ chi mè nè bài tế mọi khác tế đang đề bị ok rồi nè mà ok lo dương chập đang còn phi lừa ráo ráo tơ còn phi lừa ráo lừa ráo tơ nhưng tôi nhớ lẹp hộp mùi tiền nè và to vì lẹp hộp đi mà ráo tơ đang dài còn dùng và nó chụp hardware và tay software những ai bao giờ được nghiệp bạn ok mọi khả tế nhưng bạn đến đây đây cho những chỗ command line interface CLI okay. Và chung lại cứ ấy no nè những chỗ đó là user mode nè command để bảo là user mode cứ enable những chỗ đó là privilege mode và chung command và top cứ configure terminal đồng với những chỗ đó global global mode chúng ta chụp vi mối mất tha o zero nè đâm bay ở client bot yahoo hay nè gmail đã tạo cái bán to tại port file internet số là số dương config hay bạn port nè hay số là mối đôi khi chẳng dương châu tập can mùi nè môn có bạn lại gì interface file internet số lại số nè chúng ta ip address IP này đã ở trừ nè mà đã ở trừ thì và cho tại một đô là client như vậy ra client dưới ban config default gateway nâng hỏi nè chân IP cứ mà đòi cà phí cho mà đòi học mấy cho mùi cho mùi và sau này dương đã tha cho mùi cho phí một đô là client vậy ok mà ở trâu tạm lần vậy nhé vì nó cho mùi sao lại mát khi đòi phám cho chạy khi đòi phám cho khi đòi phám cho chạy sột vào phòng nè mà từ xa dương năng lượng interface tại mũi chương dương ai cho từ căn interface file internet số slash mũi ở trăm bài ảnh xí đấy nè okay. Đó mà đại IP address rồi cao phí cho rồi học bấy cho phí cho nhảy mũi nè giảm nền mát okay. Cho nhảy số bài phó và complete nha nó phải là dương phương hỏi save file configuration nó được nông unvirem phòng bọt xíu vì ai bắt bọn đòi dựa thả hẹn á ok xin command để xíu nhưng ai sẽ cắt được lấy thả rise ok mình tên rise được liền nè ok anh đi command lên đi mấy à mình tên có chân đài nè ok mình là lưu sắp phạt mình chân à mình tên có nâng riêng được thưa mình tên mình cắt ok ok lớn đau phía đại dương trâu tên nè xin image long domain ok bây giờ đà rô nè và chúng sân tư đà rất nè rồi còn sân tư đà rộng ok là gì anh ấy gọi từ tôi ban mình
Khi sao lại có đấy, đã đi sao lại có đấy nè. Lời dân bay sớm như kêu lại không phục sự kỳ thu đà rất mà nhớ nè. Hai đây gmail.com subject đại the test tiền nè sân mail from Yahoo to Gmail. Ok, tại bài gì mà ok thì có xây đi mà hello đã rất nè mà thầy dân sau cái ông lấy dân xây là mà đang mất nghe rồi xây mà thì dân này đã đồ nè ok xanh ok dân khơi nhà xanh đi nó cứ trở xài xa xa cụ nè xa xa cụ và chân dân mà bao lời xanh đá đã đợt nè ok mà dương cho lại đi xịt ok dương đừng khơi nhờ tuột bàn mà mỗi phi đà đồ sân mà phi Yahoo nè ai đã biết sắp chích tha và test sân mail from Yahoo to Gmail hay sân nước nằm mong bày cả lại okay. Dương xa mũi nè được tích ok ok à tình lấy còn là hào dù chứ nhớ ai reply vậy hello đà đồ chứ nè số hai dưới cái loại là pha nhầm mất ok ok xa xa nè chân dân mà mơ mà xin này đã đốt dân đừng khơi nhìn đã đất đi fly mà ok đã đất bọc chi mẹ lên nè ok chương config mail server hay mail client mà already done nè ok tập bạn complete okay.